Giá da cầm hôm nay mùng 2 tháng 5, chuyên gia dự báo thời điểm thị trường tiêu thụ gà, vịt phục hồi trở lại giá vịt hôm nay, các trại tiêu thụ chậm. Tại các vùng miền Bắc, giá vịt bơ cánh, bơ nướng bán buôn từ các trại khoảng trên 30.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt đẻ thải loại bán cho thương lái từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi con, giá vịt xiêm từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi kg, tùy sai. Giá vịt trời từ 75.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi con. Giá vịt hơi bán buôn ở các vùng Bình Phước, Long An. Từ 40.000 đồng đến 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thả suối, giống vịt bản địa bán tại các vùng Lào Cai, Cao Bằng, từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng có nơi giảm nhẹ. Theo các thương lái thu mua gà trắng ở các vùng miền Bắc, giá gà công nghiệp hôm nay có xu hướng giảm nhẹ khoảng trên dưới 500 đồng kg. Giá gà lông trắng bán ra tại trại loại trên 3 kg kg bán được khoảng 29.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp bán tại các vùng phía Nam có nơi chỉ còn dưới 25.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thảo vườn nuôi dài ngày cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch khoảng trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu bán ở các vùng Bến Tre. Đồng Nai, khoảng từ 37.000 đồng đến 39.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta bán tại các vùng Bình Phước khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền đông giao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền tây giao động trong khoảng 3. 13.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền bắc giao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền trung giao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền đông giao động trong khoảng 19.000 đồng mỗi kg. Gà thịt. Miền Tây giao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M miền đông giao động trong khoảng 39.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt riêng bao, miền đông giao động trong khoảng 40.000 đến 41.000 đồng mỗi kg. Tình trạng tiêu thụ gia cầm nói riêng và chăn nuôi nói chung sẽ tiếp tục ảm đạm hết năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, VIPA cho biết, tỷ suất lợi nhuận thấp nên việc giảm đàn của các doanh nghiệp đang diễn ra khắp cả nước mà nguyên nhân chính là nhu cầu yếu, người chăn nuôi không tiêu thụ được hoặc buộc phải bán dưới giá thành. Theo chủ tịch VIPA, hiện 60 đến 65% thịt da cầm và trứng đang tiêu thụ trong khu vực ngoài gia đình, du lịch, bếp ăn công nghiệp. Tuy nhiên du lịch vẫn chưa tăng, các công ty cắt giảm lao động, công suất khiến lực cầu sẽ vẫn yếu. Chúng tôi cũng kỳ vọng quý 2-3 năm nay là mùa cao điểm du lịch sẽ mở ra cơ hội nhưng hiện nay tín hiệu thị trường chưa có gì khởi sắc. Có lẽ tình trạng tiêu thụ gia cầm nói riêng và chăn nuôi nói chung sẽ tiếp tục ảm đạm hết năm 2023, ông Sơn dự báo. Dù vậy, ông Sơn cũng kỳ vọng năm 2024 kinh tế bớt khó khăn, tổng cầu phục hồi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận nhờ vòng quay của chăn nuôi gia cầm khá ngắn và sự hạ nhiệt của thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.